dự định quay lại cái cảnh đi nào báo cáo, nhưng mà rất là mình dự định quay lại cái cảnh đi nộp báo cáo nhưng mà bây giờ còn rất là đông, cho nên là mình ở đây mình ngồi và mình quay lại cái góc này để hạn chế được cái sự đông đúc trong cái video của mình, và mình sẽ chờ đến khi mà mọi người về bớt thì mình sẽ bắt đầu mình quay video mình đi nộp báo cáo sau. Vậy đó, hiện tại thì bây giờ cũng còn rất là đông nhưng mà tụi mình không có ngại nữa, bởi vì còn cơ hội nào nữa đâu mà ngại, cho nên là bây giờ mình sẽ làm gì, ý là cũng không biết nói gì nữa. Hà có thấy như thế nào? Không thấy gì nào chứ. Phải có nhưng, một mà, là... nhưng mà có một điều rất quan trọng là chúng ta sắp ra trường rồi. Cũng bình thường thôi, cho nên là đẹp quá. Sau khi nộp xong khóa luận em thấy là lưu luyến vì sắp không được gặp mọi người nữa rồi. Sao thế đó, không được, đủ đi chơi đủ được mà. Đúng rồi, ngủ nó lại từ đầu giờ mới bấm là 2 đó. Đây là một phút chạy lòng của Ngọc Hà, đó là mình cảm thấy là 4 năm qua thì mình ngồi với bạn Ben, mình cảm thấy khá là áp lực và bây giờ mình phải đi điều trị tâm lý. Không thể nào tưởng tượng nổi phải các bạn ạ. Ngoài cười không áp lực cái gì. Mình với Ben không học một cái gì hết luôn, 4 năm học không học một cái gì hết. Đó là lý do năm tư chúng ta ngồi xa nhau. Đúng rồi. Đúng rồi. Hồi sáng á, mình đi chụp hình, mình quay tới quay lui cái hết thời gian nộp bài, cho nên là bây giờ mình sẽ giả vờ như là mình mới đến trường và mình nộp bài vào buổi chiều. Tại vì cái gimbal này của mình nó không thể gắn cái mic vô, cho nên là sẽ nói rồi như vậy cho mọi người nghe. Và bây giờ mình sẽ... Thế là lần đầu tiên mình làm cái chi này trong cái công ngờ luôn á. Xung quanh mới có ai nhìn. Nhưng mà mình đã cách ra mình đang làm thế đấy. Bây giờ mở cửa thang máy ra mà mọi người nhìn chắc ngại lắm, cho nên là tắt đi, khi nào mà trong thang máy không có người thì mình sẽ quay tiếp. Đó là việc thang máy này là của mình, nhưng mà tại sao có người bấm hay gì chuyện đó. Không có lại, đóng cửa lại. Đó, mình thấy tóc mình đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ, ý là bây giờ là 1:30 rồi, cũng là cái thời gian lập bài rồi, nhưng mà bây giờ lên mình dạo ra rồi mình đi xuống. Mình sẽ tắt máy quay, mình sẽ cố gắng quay lại cảnh đi nộp báo cáo. Mình điền lên đây. Mình á thì đã điền lên rồi là nộp bên đó. Ký nộp thôi. Còn là giấy giới thiệu mình bấm lại luôn. Cái này là cái gì? Không phải công ty giữ rồi. Mật gì đó. Nó nộp mấy cuốn này chị. Một cuốn hả? Có hai danh sách lớp A, lớp B, nhưng mà lớp A thì là danh sách kia. Sau khi nào báo cáo xong thì mình vẫn chưa muốn dậy và mình náo lại trường một tí. Thật vô tình là cái phòng học lớp mình nó vẫn mở cửa, cho nên là mình đã đến lớp và có được một cái góc quay như thế này. Thật ra thì cái phòng học này lớp mình cũng đã học được khoảng hơn 3 năm. Học kỳ 1 năm nhất là mình học giảng đường khác, và tính từ học kỳ 2 năm nhất cho đến tận năm 4 là lớp mình học phòng này, cho nên là có thể nói đây là cái phòng học riêng biệt của lớp mình. Nói như vậy thôi chứ vẫn có lớp khác học phòng này, nhưng mà mình cảm giác là cái phòng này nó chứa đựng 4 năm đại học của mình phải không mọi người?